Hôm nay là ngày đầu tiên Việt Lê đi làm chính thức ở viện EB3 này, và lần đầu tiên trong cuộc đời của Việt Lê đứng 8 tiếng một ngày để làm việc cả nhà. Vui quá là vui. Hoàng hôn ở Mỹ đẹp quá con ha. Bà chạy thể dục toát hết mồ hôi nè con. Ghê cái nào? Ghê. Hồi hộp quá ở nhà. Không có ngủ được giờ nè. 9:05 hồi hộp. Ngày mai đi làm giờ. Chuẩn bị hành trang hết rồi. Trong này là rất nhiều áo ấm, quên, khoảng 2 cái áo ấm, một cái quần để mình mặc trần ngoài cái quần này, mình mặc sẵn đồ mai và ly thôi, với áo khoác ngoài nữa, cái vớ dày, cái vớ cao để mình mặc ra ấm nè, vớ cao này lạnh lắm. Rồi sáng mai mình sẽ đi training trước, công ty báo sáng mai sẽ training tới 2 giờ chiều xong mới vô ca làm 6 giờ ra, thì ngày mai làm chính thức vô làm khoảng chừng có nửa buổi thôi. Còn mỗi buổi sáng là sẽ là training công ty. Trong này cũng có cái đế lót giày nữa. Cho cả nhà coi vô. Đây, cũng mua cái đế lót giày. Là theo kinh nghiệm của anh đi trước làm trong đó, anh chia sẻ là phải mang cái đế lót giày này, phải mua đế lót giày này, mình lót dưới cái ủng á. Ở em nó mang ủng mà, cho nên là lót này đi cho đỡ đâu chứ phải đứng cả ngày á. Chuẩn bị hết rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu chinh chiến. Một phần hồi hộp, một phần cũng thấy vui. Vì cũng đã tới ngày mình thực hiện cái lời cam kết, lời hứa với cái người công ty bảo lãnh mình qua đây. Và cũng là mong và cũng rất vui vì bắt đầu công việc sớm để mình kết thúc công việc sớm, kết thúc hợp đồng sớm để mình tiếp tục cuộc sống mới của mình về sau này nữa. Đó. Thì không biết ngày mai sẽ như thế nào đây. Cả nhà theo dõi, ngày mai sẽ chia sẻ cho cả nhà coi. Mới cắt tóc nhìn đầu ngố ngố cả nhà. Bởi vì cái mái tóc Việt Lê bữa giờ là mái tóc Việt Lê uống, với lại nhộm, tiếc lắm, tiếc bao nhiêu công sức tiền bạc nuôi. Giờ cắt đi, để anh chi, để mai vô đó là mình hỏi là họ sẽ bao cái đầu lại nè, có cái trùm bao lại, thì tóc nó không có rớt vào trong cái thịt gà đó, dây chuyền á. Nên thôi, mình cứ chấp hành nghiêm túc mình đi cắt đi. Chấp nhận hy sinh cái mái tóc yêu quý luôn. Và bữa nữa nó mọc lại, chờ hết năm đi làm đi đã. Và rất là hồi hộp bởi vì là từ lúc ra trường tới giờ đây là lần đầu tiên mình đi làm công. ra trường xong rồi về phụ giúp gia đình, sau đó mình mở cái doanh nghiệp riêng, mình tự kinh doanh tới bây giờ luôn. Đây là lần đầu tiên đi làm công. Lúc trước thời sinh viên cũng có đi làm thuê, phục vụ trong quán bia này, cũng làm ở trong bartender trong nhà hàng rồi đó. Nhưng mà cái đó chỉ là làm part-time thôi, còn là làm chính thức từ buổi sáng đi chiều về. Ok cả nhà. Tới chỗ làm đây rồi. Amit Farm tới đây họ hạn chế tốc độ còn 35 thôi. Và mình sẽ đậu xe ở bên hông nhà thờ và vô đây. Họ có đội ngũ nhân viên họ ra, họ sẽ điều tiết giao thông chỗ này cho người nhân công đi làm nè. Yeah. Đi về hướng Tây Nam lên Johnny Paris Road về phía Butterfly Trail. Để mình vào đây mình coi thử coi. Vào đây sẽ gửi xe ở đây. Để mình đi bộ ra. Xe kêu ở đâu mình vào đó. Đây là bộ đồ đồng phục đi làm của Việt Lê. Việt Lê nằm trong bộ phận
quản lý chất lượng sản phẩm cả nhà, nên là mặc áo blue trắng và mình chùm thêm cái chùm đầu vào cho nó ấm cả nhà. Cộng thêm đây là một cái tấm bắt buộc, họ bắt buộc mình phải chùm bên ngoài để tránh những vật dụng ở bên trong như cài tóc của phụ nữ hoặc là tóc mình rớt xuống sản phẩm cả nhà. Đội một cái nón bảo hộ lên, găng tay trong găng tay ngoài để chống lạnh cho tay đó cả nhà. Ở đây họ đang đóng cái locker, mấy cái tủ để mình tới mình để đồ á, giày ủng với lại nón làm việc thì mình sẽ để ở đây, mình khóa cửa mình đem về, mình không có đem về nhà nó hôi á. Thì nó là vậy đó. Chỗ này họ cũng để mấy cái máy bán đồ, bán mấy cái đồ nè, đồ mà snack với lại những cái hamburger với lại pizza mình có thể mình bỏ lò vi sóng. Ở đây họ để một đống lò vi sóng để mình hâm mình ăn, cũng sạch sẽ vệ sinh lắm. Nước ngọt đây, nước ngọt nè, máy bán nước tự động hết đó, ăn cái gì ăn, uống gì uống. Ở đây họ bán cho công nhân giá rất là rẻ, nước ngọt ở ngoài siêu thị khoảng 2-3 đồng, nhưng mà ở đây là bán có đồng 1 đồng 75 sen thôi. Phòng ăn nè, hai bên là hai dãy bán đồ tự động, không có căng tin họ nấu ăn gì đâu nha, chỉ là mấy ăn tự động thôi, cũng có pizza đông lạnh. Pizza đông lạnh đó mình miếng thì miếng á, mình mua rồi mình bỏ vô lò vi sóng mình quay mình ăn thôi. Đây là máy chấm công nè, đó, đi vô quẹt cái máy chấm công này cái là mình sẽ chấm công nè. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình chấm công đi làm luôn á cả nhà ơi. Còn đây là cái phòng bán tư trang thiết bị, là buổi sáng vô ca là mọi người sẽ tới đây lấy. Thứ hai đầu tuần họ phát miễn phí tất cả mọi thứ, nhưng mà các ngày trong tuần thì mình phải mua, ví dụ găng tay cao su, găng tay vải, áo choàng chống lạnh đó, những cái trên bảng đó cả nhà thấy không? Đây nè, những cái này đó là mình phải mua, chỉ có thứ hai đầu tuần họ phát miễn phí thôi, còn trong tuần mình mất thì mình phải mua đó. Nó là vậy đó, thì mua bằng cách không phải dùng tiền mà dùng cái thẻ chính cái thẻ làm việc của mình, cái thẻ ra vào cửa mình á, mình quẹt vô á là mình đây nè, thẻ của mình ra dùng cửa mình quẹt vô thì nó sẽ trừ vào lương cuối tuần, là họ trả lương á, cho nên là cuối tuần họ trừ hết một tháng, một tuần đó mình xài cái gì thì họ tính vào tiền lương của mình hết đó cả nhà. Khu vực ăn uống này thì cứ trung bình là liên tục và có 2-3 người vệ sinh, ăn tới đâu là họ đi, họ dọn tới đó, họ lau chùi vệ sinh giống như trong siêu thị vậy đó, cũng sạch sẽ, nó ok. Hello cả nhà, mình đang quay ở đây là quay ở trong nhà ăn thì họ cho mình quay, chứ còn trong nhà máy thì không được quay rồi. Mình đây mà nhận một cái công việc đó là làm QA, nghĩa là quản lý chất lượng sản phẩm, thì còn đứng cuối dây chuyền á, để mình kiểm tra, gọi là ngẫu nhiên cái sản phẩm, kiểm tra theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra đó, có tới 8-9 cái tiêu chuẩn á, thì nó vi phạm tiêu chuẩn nào thì mình sẽ đánh dấu lại, mình update lên thì họ sẽ phát cho mình một cái iPad hành trang của mình, đồng hồ, cái bút, thẻ ra vào đó. Thì ở trong đó thì họ phát mình một cái iPad nữa để mình update mọi cái lỗi sai ở trên cái iPad đó, cái lỗi sai của cái miếng thịt gà đó ở trên cái iPad đó, update lên hệ thống. Một dây chuyền như vậy mình đảm nhận 3 dây chuyền, một dây chuyền như vậy thì mình sẽ kiểm tra đầu cuối cùng. Cả nhà sẽ hỏi mình là nó có lạnh hay không nha. Thì đối với thấy mình không lạnh chỗ nào hết trơn á. Mình cũng mua đồ ấm quá trời, mà thực tế bây giờ mình đang mặc có 2 cái áo thôi nè. Một cái áo bên trong với một cái áo bên ngoài, có 2 cái. Họ sẽ phát cho mình một cái áo, việc Lê thì mặc áo blue trắng.
bên kiểm định chất lượng sản phẩm thì đồng phục là áo blue trắng, mình mặc thêm một áo blue trắng bên ngoài và một cái yếm, gọi là một cái dạng như cái cover, giống như cái yếm để áo mưa bên ngoài để tránh nó văng nước rồi nó văng vô người mình đó. Tính ra này cũng không lạnh lắm đâu cả nha, nó cỡ như Đà Lạt là cùng mà, không có lạnh tới 3-4 độ đâu, cỡ như Đà Lạt là cùng mà. Ở trên mình mua thêm cái khăn chùm đầu nè, cái khăn chùm đầu mình chùm vô, họ phát cho mình cái này nè để nó trắng, cũng nước đồ nó văng vô đó, đó vậy thôi, chẳng lạnh, không có lạnh gì hết. Chân thì họ phát ủng mang rồi, họ sẽ cho mình nghỉ ăn trưa 30 phút, ngày làm 8 tiếng thì chia ra vậy nè, sáng vô 9 giờ vô làm thì tới 12 giờ nghỉ, là làm 3 tiếng ca đầu 3 tiếng, xong nó nghỉ nửa tiếng, 12 rưỡi vô ca thứ hai làm 2 tiếng là tới 2 giờ rưỡi, nghỉ được nửa tiếng tiếp, sau đó làm 3 tiếng nữa là đi về đó. Một ngày làm 3 ca, làm 3 ca gọi là ca có đúng không ta, thì mình sẽ được nghỉ 2 lần break, mỗi lần 30 phút. Ok, nói chung là ổn. Bởi giờ có tập thể lực, có tập chạy bộ, có này nọ thì hôm qua hôm nay thì đứng thì chưa thấy mỏi gì hết, ổn thấy ổn. Cho nên cả nhà nên tập thể dục nha. Đó, ra rồi cả nhà, ở trong đó nhìn nó tối tăm rồi, chứ mà ra đây cái thấy ánh nắng mặt trời, thấy bầu trời xanh veo, khung cảnh trong lành, chim hót líu lo, đỡ mệt đi phần nào cả nhà. Bây giờ là 7 giờ, ủa 7 giờ, mới 6:30 thôi, trời còn nắng chang chang. Tới bữa nay 8:30 nó mới tối, nhưng mà cũng được, nói chung trong đó lạnh mà ra đây ấm áp cũng được. Giờ đang đi bộ ra bãi lấy xe, cái công ty này cả nhà, nó bự rồi nè, đó công ty nè, nó bự lắm, nó chia là mấy khu làm việc á. Bữa nay ngày đi làm mà chính thức thứ 3, bắt đầu quen, mà chắc chưa đâu, chẳng tuần mới quen được cái nhịp điệu, với lại quen được cái khối lượng công việc á, với lại quen cái cơ chế của cơ thể á. Xưa giờ có giờ làm việc tay chân đâu, bây giờ đứng một ngày 8 tiếng phê lắm ở nhà. Mới kêu bà xã đặt Amazon mua thêm vitamin để uống, mai đem theo chuối đi ăn cho nó dẻo dai, đứng cho nó lâu. Đây là cái đường đi ra bãi đỗ xe nè. Sáng tìm được chỗ mát không? Em vẫn nằm ngoài nắng. Ủa chiều em lại mát. Ok vậy nha, bye anh. Yeah, bãi đỗ xe nè, cái bãi đỗ xe nè. Chia sẻ cho cả nhà hả? Chia sẻ cái gì đây? Cả nhà đón xem vào thứ bảy này lúc 8 giờ sáng. Sorry, 9 giờ sáng bên này là 8 giờ tối Việt Nam. Cả nhà nhớ theo dõi nha, chia sẻ, kể tất tần tật về cái công việc này cho cả nhà đỡ lo, hoặc là sợ lo hơn. Nhưng mà dù gì cũng là chuẩn bị cho cả nhà tốt một cái hành trang, một cái tư tưởng, một cái nhìn thực tế là cả nhà chuẩn bị tốt. Sắp qua đây, để cái xe của mình đây. Nắng cho mình phải để cái dù chống nắng á, kiến xe. Vậy thôi. Bãi đỗ xe công ty nó rộng lắm, nó rộng ra tới cái bìa rừng ngoài kia kìa. Đó, rộng múc ra sau đó. Về với vợ con thôi. Nhà đây là trên đường đi làm về của Việt Lê nè. Đi làm ra mệt thiệt, nhưng mà thấy khung cảnh ở Hoa Kỳ, ở Mỹ đẹp thế này thì mình cũng vơi đi phần nào cái mệt cả nhà. Đường quá đẹp, khung cảnh cả nhà thấy cỏ ở vệ đường thôi mà họ cắt cũng rất là đẹp, họ trồng hoa nữa nè, cây cối thì lại cắt tỉa gọn gàng đẹp, có những cái cây mà Việt Nam mình không có, nhìn nó đẹp lắm cả nhà. Này mà tới mùa thu nó đẹp cỡ nào nữa. Đường xá thì
rất là thanh thang, chạy sướng lắm, cho chạy tốc độ cao luôn, chạy 55 mile, mà đường này chưa phải là highway, chưa phải cao tốc nha. Nó rất là đẹp, cho nên là mình sẽ cảm thấy là vơi đi phần nào mệt, nhưng mà mệt thiệt. Ngày bữa nay thật là tôi nhục đòi Việt Lê đứng 8 tiếng một ngày để làm việc. Hì à, khúc này đẹp quá cả nhà. Buổi chiều hoàng hôn, hoàng hôn đâu, bây giờ là tối rồi đó, bây giờ là 7:30 tối rồi nè. Đi làm ra gần về tới nhà là 7:30 tối đó cả nhà, kinh dị chưa. Đấy, gần về tới nhà rồi nè cả nhà. Đó, lúc nãy là đoạn đường ở ngoài nó đông, à nó vắng, bây giờ vô phố rồi, giờ tới nhà rồi. Bởi vì cái công ty Amit Farm nó nằm ở vùng thôn quê, cho nên là phải đi qua những cái đoạn đồng quê á, nó rất là đẹp ở nhà, nó cũng relax dữ lắm, nó giúp cho mình nhẹ nhàng thoải mái. Sáng đi thì là đón bình minh rất là đẹp, hai bên cây bụi và những cái nhà ở giữa đồng quê đẹp lắm, đồng quê nước Mỹ á. Lúc chiều về cũng vậy. Khoảng đường đi làm của Việt Lê là 28 mai, tính ra là khoảng 40 cây số. Việt Lê đi khoảng, Việt Lê đi 33 phút để đi làm. Đây là hàng pho. Hàng pho nằm ở đây, cả nhà thấy không? Mỹ họ làm không? Ở về đường thôi mà họ làm cái đường, họ làm cây cối tiểu cảnh nó đẹp. Thấy cảnh này đẹp thì mình cũng thấy đỡ buồn. Ok, xe đi rồi, mình tắt máy đây. Công việc ở Việt Lê, ở Việt Nam là mình làm việc bằng đầu óc á, với lại tính toán với lại quản lý á, cho nên mình không có phải là làm việc kiểu tay chân, mà đứng 8 tiếng một ngày là một thử thách rất lớn với một người mà chưa có lao động tay chân bao giờ như Việt Lê. Thì Việt Lê nói ra để cho cô chú bác anh chị có cái tiểu sử, có cái hoàn cảnh giống Việt Lê thì để mường tượng xác định trước là mình sẽ làm tốt cái công việc này không, cho dành cho người trước khi ký hợp đồng, sắp mở hợp đồng, và những người đã ký hợp đồng chờ ngày qua đây, hoặc là cô chú bác anh chị nào đã đậu visa rồi thì chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe tốt, chuẩn bị cho mình một cái tâm lý để mình đón nhận mình làm cái công việc này. Diện EB3 nói dễ, thực tế cũng không dễ, tỷ lệ đậu đã khó rồi ha, mà cả nhà phải ở đây còn phải trải qua một thử thách của bản thân, đó là đi làm việc công nhân mà đòi hỏi rất nhiều sức khỏe. Ngày đầu tiên đi làm cũng nhiều cái bỡ ngỡ, và Việt Lê sẽ chia sẻ rất ít trong clip này thôi, bởi vì mệt quá, chắc bây giờ quay clip xong vô edit clip, up clip này lên rồi xong chắc đi ngủ sớm thôi, bởi vì đi làm tới 7:30 tối mới về tới nhà nè cả nhà. Thì hẹn cả nhà nhớ theo dõi vào cuối tuần này, vào sáng thứ bảy ở bên Mỹ là tối thứ bảy ở Việt Nam ha. Việt Lê sẽ live stream trên kênh YouTube này để chia sẻ tất tần tật về một tuần đi làm đầu tiên ở cái diện EB3 này, ở công ty gà, làm trong dây chuyền gà. Việt Lê chia sẻ công việc của Việt Lê làm gì, và cũng như là giải đáp tất cả những câu hỏi quan tâm của cô chú bác anh chị. Có thể là cái này là cô chú bác anh chị rất là quan tâm nè, cụ thể là làm cái gì ở trong hãng gà, nhiệt độ môi trường ra sao, những cái bất cắc bất và những cái ảnh hưởng tới sức khỏe của chú bác anh chị lo lắng là mình có làm nổi hay không đó. Chúng tôi sẽ chia sẻ hết trong cái buổi live stream vào thứ bảy tuần này. Cụ thể đi ha, là tầm 9 giờ sáng đi, 9 giờ sáng bên Mỹ sẽ là 8 giờ tối Việt Nam. 9 sáng Mỹ là 8 giờ tối Việt Nam. Hẹn cả nhà 8 giờ tối Việt Nam tối thứ bảy tuần này. Cả nhà theo dõi live stream Việt Lê nha. Việt Lê chia sẻ cho mọi người biết. Còn trong clip này Việt Lê chia sẻ một số hình ảnh ngày đầu tiên trước khi đi làm. Một số hình ảnh Việt Lê quay ở chỗ làm, nhưng mà quay được căng tin thôi, không quay được ở trong. Thì tối thứ bảy này Việt Lê sẽ chia sẻ cái cụ thể ở trong dây chuyền nó như thế nào, vị trí mỗi công việc sẽ làm ra sao, chia sẻ cả nhà coi nha. Ok.